Anh đừng có hỏi em ăn cơm chưa có được không? Chỉ có anh là em chưa có ăn thôi, chứ cơm ăn mấy chục năm nay rồi. Trời bắt đầu lạnh rồi, anh đi ra đường á thì nhớ mặc áo khoác, còn đi với con khác á thì nhớ mặc áo mưa. Em định đi đâu? Đi tu. Em đừng có đi tu. Sao vậy? Chùa không dám chứa em đâu. Sao biết hay vậy? Ủa có rồi hả? Thằng ơn bữa lên trên đó định quay đi, xong lên quậy quá mà ông đuổi đi. Nghèo không chê, khổ không than, bên nhau là tự nguyện. Chỉ mong người đàn ông của em sau này thành công á, người con gái đi bên anh á là em chứ không phải là một ai. Anh đừng có hỏi em ăn cơm chưa có được không? Chỉ có anh là em chưa có ăn thôi, chứ cơm ăn mấy chục năm nay rồi. Hai bảo chăn trâu là khổ, tôi chăn chồng còn khổ hơn trâu. Trâu đi trâu biết đường về, chồng đi không biết đường về nhưng trâu. Nghe câu nói mà chạnh lòng, có duyên không nợ nên làm chi kỹ, hợp duyên vô phận cũng chỉ là tình nhân.